Lâu không? Em quen mối tình đó cũng được 6 năm anh. 6 năm? Wow. Vậy là chắc chắn có đêm ở khách sạn. Không có. Có không? Dạ không có. Có trực đêm không? Có trực đêm anh, tại em đó em là lễ tân. À, tất nhiên là có trực bạn đêm. Bạn kia là gì? Bạn kia là làm phòng, làm phòng là dọn dẹp phòng rồi đó. Em có vô vụ phụ dọn dẹp phòng không? Có. Có phụ dọn dẹp phòng. Có luôn. Có hai đứa ở trong phòng không? Dạ cũng có luôn anh. Có nắm tay trong phòng không? Có. Có hôn trong phòng không? Có hôn trong phòng luôn anh. Gì nữa không? Dạ không, cái đó chưa có. Thôi, thật tình dễ sợ luôn đó. Lý lịch tình yêu là 6 năm một mối tình ở trong phòng. Nhưng mà sao mà yêu nhau 6 năm mà bỏ nhau uổng vậy trời? Nói chung thì lúc đó em chuyển một công việc khác nữa. Với lại bạn đó tính tình cũng hơi hờn dỗi nó. Sao ta giận dỗi chứ có gì đâu. Mà giận dỗi thường thường giận lâu lắm. Tôi mới giận có khoảng đông tháng mà. 6 năm mà không hiểu nhau. Dạ. 6 năm có lần nào vượt rào không? Không có anh, tại vì bạn đó cũng kỹ lắm. Em dám đề nghị. Em ở thành phố thì muốn lập gia đình, trong tay có tiền. Tại vì sao? Mình muốn lo cho một cái người mình yêu thương á là phải tuyệt đối. Cái về trụ cột của người đàn ông nó nặng hơn anh, chứ không phải là kiêng một người về phụ nữ. Trụ cột rất là nặng. Bây giờ mình muốn hỏi như thế để chứng minh được là đàn ông người này rất là đàng hoàng. Rồi. Thấy chưa? Tôi nghe nhà gái bên tôi thấy ưng rồi đó, ưng rồi đó. Chứng minh cho đàn gái bên đàn trai là số 1 luôn. Còn mình sao nè, mình nói cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì chưa có mối tình nào thật, chỉ có coi tìm hiểu thôi, chưa có mối nào tình nào là gọi là chính thức. Em á hả? Dạ. Thiệt luôn á hả? Dạ. Tức là tìm hiểu mấy người, một người hay là? Dạ không, tức là có mấy anh cũng thương nhưng mà mình tìm hiểu thì mình giống mình quan sát á. Thì chưa thấy rung động nên chưa có mở lòng. Em không có rung động, nói thẳng ra là chưa có người yêu luôn đúng không? Dạ được. Bên đây còn dưới kèo bên tôi nữa. Rồi ngồi đi em trai. Rồi bây giờ mời nhà gái này, em giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Bình Út, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em kinh doanh online về giày và nước hoa. Em gia đình em hiện tại là có 15 anh chị em. Em là kế Út nên em tên là Bình Út. Là em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận 8. Bình Út, 15 anh chị em đó, người ta là áp Út là thứ 14 đó. Anh gì ơi. Dạ. Rồi giới thiệu về mình đi em. Lần tiên xin chào các bạn với trường quay. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Bảo Di. Năm nay em 36 tuổi. Nhà em ở thành phố. Nhưng mà nhà em ở thành phố ở quận 10 em. Công việc của Bảo Di? Công việc của em là hiện giờ em đang hùng với một người bạn mở quán cà phê ở quận 7. Thôi em nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của em cho đàn gái người ta nghe đi. Điểm mạnh của em là hòa đồng, dễ chịu và biết quan tâm chia sẻ người khác. Còn điểm yếu của em là hay quên anh, đôi khi hay quên lắm. Có nghĩa hối thúc em việc gì là em sẽ quên việc đó. Mà không hốt thì thôi, làm từ từ sẽ từ nhớ. Từ nên sẽ nhớ. Mời đàn gái. Em sao em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Rồi còn điểm yếu? Điểm yếu của em là thật thà quá. Thật thà quá hả? Dạ. Nghe bạn kia bạn nói bạn hay quên á, có khi nào mai mốt mà hẹn hò với em mà quên luôn giờ dạ, giấc cái không? Đó để em nhắc. Em có những cái sở thích gì đặc biệt không? Dạ em thích thể thao, em thích du lịch. Thì về thể thao thì em chơi môn cầu kiển. Đá cầu á phải không? Dạ đúng rồi. Vậy hả? Còn về du lịch thì em đi, em rất thích đi rất là nhiều nơi. Em thích như vậy nên em cũng muốn người bạn của em cũng thích cùng sở thích của cùng em. Cùng sở thích. Đợi chút xíu nữa mình hỏi nha. Chút xíu nữa em mở rào ra em hỏi liền. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình ở khách sạn anh. Em có một mối tình ở khách sạn anh. Mối tình ở khách sạn hả? Không phải. Là mối tình là đó em làm khách sạn á, là bạn đó làm chung. Có ở trong khách sạn không? Dạ có ở trong khách sạn à. Ở khách sạn hả? Lâu không? Em quen mối tình đó cũng được 6 năm anh. 6 năm? Wow. Vậy là chắc chắn có đêm ở khách sạn. Không có. Có không? Dạ không có. Có trực đêm không? Có trực đêm anh, tại em đó em là lễ tân. Tất nhiên là có trực bạn đêm. Bạn kia là gì? Bạn kia là làm phòng, làm phòng là dọn dẹp phòng rồi đó. Em có vô vụ phụ dọn dẹp phòng không? Có. Có phụ dọn dẹp phòng? Có luôn. Có hai đứa ở trong phòng không? Dạ cũng có luôn anh. Có nắm tay trong phòng không? Có. Có hôn trong phòng không? Có hôn trong phòng luôn anh. Gì nữa không? Dạ không, cái đó chưa có.
Trời, thật tình dễ sợ luôn đó. Lý lịch tình yêu là 6 năm một mối tình ở trong phòng. Nhưng mà sao mà yêu nhau 6 năm mà bỏ nhau uổng vậy trời? Nói chung thì lúc đó em chuyển một công việc khác nữa. Với lại bạn đó tính tình cũng hơi hờn dỗi nó. Anh ta giận dỗi chứ có gì đâu. Mà giận dỗi thường thường giận lâu lắm. Tôi mới giận có khoảng đông tháng mà. 6 năm mà không hiểu nhau. Dạ. 6 năm có lần nào vượt rào không? Không có anh, tại vì bạn đó cũng kỹ lắm. Em dám đề nghị. Em ở thành phố thì muốn lập gia đình, trong tay có tiền. Tại vì sao? Mình muốn lo cho một cái người mình yêu thương á, là phải tuyệt đối. Cái về trụ cột của người đàn ông nó nặng hơn anh, chứ không phải là kiêng một người về phụ nữ. Trụ cột rất là nặng. Bây giờ mình muốn hỏi như thế để chứng minh được là đàn ông người này rất là đàng hoàng. Rồi. Thấy chưa? Tôi nghe nhà gái bên tôi thấy ưng rồi đó, ưng rồi đó. Chứng minh cho đàn gái bên đàn trai là số 1 luôn. Còn mình sao nè, mình nói cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì chưa có mối tình nào thật. Chỉ có coi tìm hiểu thôi, chưa có mối nào tình nào là gọi là chính thức. Em á hả? Dạ. Thiệt luôn á hả? Dạ. Tức là tìm hiểu mấy người, một người hay là? Dạ không, tức là có mấy anh cũng thương. Nhưng mà mình tìm hiểu thì mình giống mình quan sát á. Thì chưa thấy rung động nên chưa có mở lòng. Em không có rung động, nói thẳng ra là chưa có người yêu luôn, đúng không? Dạ đúng. Bên đây còn dưới kèo bên tôi nữa nha. Em á là tìm hiểu 6 năm chưa vượt rào, một mối tình rất trong sáng đúng không? Dạ. Nhưng mà em còn biết yêu là như thế nào. Dạ. Còn bên đây là người ta chưa có mối tình nào luôn. Em vui hay là em hồi hộp, hay là cảm giác em khi mà em tiếp nhận cái điều đó, cái thông tin đó như thế nào? Nói chung em cũng có cảm giác là vui. Bản thân em á, một khi em yêu á là em sẽ lo lắng và yêu thương người đó rất là nhiều. Nhưng mà nói chung thì thôi, khi quen nhau cũng có đôi lúc hờn dỗi hay này nọ đó, thì cũng phải giận, giận ít thôi chứ mà giận nhiều. Đừng giận nhiều mệt mỏi đúng không? Có nghĩa là đừng có nhõng nhẽo quá đáng đúng không? Dạ, rồi đúng. Đừng có giận hờn quá lâu. Dạ đúng. Em có giận hờn rồi có nhõng nhẽo không? Dạ không. Em có sao nói vậy? Ừ, con sao nói vậy người ơi, lật bài ngửa luôn đúng không? Dạ. Được, được cũng được thì đó, thôi. Vậy là hợp rồi đó. Tại vì bạn này bên đây là bạn rất mạnh mẽ. Em còn mong muốn gì ở người bạn gái của mình nữa? Về sắc vóc thì như thế nào? Nói chung thì em cũng rất là dễ nhìn được một chút. Cao thì em cao tới 1m7 thì người đó cũng phải cần 1m55 đủ lên. Em mét nhiêu? Dạ em trên 1m55. Ờ đó, ngon lành. Rồi, vậy là được, anh thấy đàn trai là hơi bị ngon rồi đó. Cho bên gái tôi mà không dạ, ngon. Dạ em chào anh ạ. Em gái dễ thương, rất là xinh xắn, nụ cười rất là tươi luôn á. Dạ. Em, thí dụ giờ hai đứa gặp nhau mà hiểu nhau rồi thì khoảng bao lâu thì em có thể cho đàn trai bước tới? Dạ, ít nhất cũng 1 năm. Ít nhất 1 năm ha. Dạ. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của người bạn trai của em là gì? Dạ, mẫu hình lý tưởng người đàn trai của em á là vui vẻ, nhiệt tình, biết trách nhiệm, biết san sẻ. Và nhất là phải biết hiếu thảo. Được không em? Được anh. Được ha. Cái chuyện đó là ok. Anh nghĩ đàn trai làm được. Nhưng mà đừng lăng nhăng là được. Không có lăng nhăng, cậu không có 6 năm. Cái người đó là không có lăng nhăng. Ừ, em thấy bây giờ phỏng vấn 6 năm mà không có dám gì hết trơn. Là đúng là không lăng nhăng đàng hoàng đó. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh chị và cháu với em của em. Anh chị ruột á hả? Dạ. Rồi, xin mời gia đình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bạn trai bên đây và quý vị khán giả. Em là chị Bảy của Bình Úc. Chị Bảy luôn hả? Em thấy thì bạn trai bên đây thì cũng ok, cũng thật tình. Thì đến đây cũng là cái duyên rồi. Em của chị thì nó cũng hiền lắm. Chị cũng muốn cho hai em có một cơ hội với nhau để tiến xa hơn. À, cảm ơn thằng gái. Anh trai đi với ai? Để em đi với chị họ của em. Chị họ ha. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả. Chào hai MC Hồng Vân và Quyền Linh. Duy ở bên này, cái em gái bên này cũng dễ thương lắm, có duyên lắm. Quá trời dễ thương á. Dễ thiệt lắm. Thấy hai đứa cũng hợp lắm á, nên tạo cơ hội cho nhau đi. Thì ở đây ai cũng thấy được điều đó cả. Thì hai em đều hiền. À, hai đều hiền cả. Mở rào. Dạ em. Tặng em nhà bọc này tựa như thiên thần. Dạ, em gửi anh đôi dài. Thử dài đi, dạ. Tôi ôm cái này cho. Đó. Mày thử có vừa không? Đôi dài này với ý nghĩa là anh có thể cùng em đi du lịch, đi đây đi đó cùng nhau để cảm thấy nó ý nghĩa hơn. Vì xưa nay giờ em đi du lịch cũng một mình nhiều. Anh cũng thích đi du lịch. Thì em không biết anh có vừa không nhưng... Mở ra đi cưng, mở ra đi cưng.
Này anh mang số 42 em. Dạ này 41 anh. 41 chắc không nhiều. Yên tâm đi, em sẽ đổi lại cho anh. Em xin tặng anh ạ. Rồi, rồi, cảm ơn em. Rồi, hai đứa ngồi tâm sự đi nào. À, trong lần đầu mặt này em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh ok, hiền lành, vui vẻ, cảm thấy ấn tượng. Nói chung thì anh hồi đó giờ anh cũng ít có quen ai và thương ai lắm. Nhưng mà anh quen anh thương thì anh thương rất là tình. Mà lo lắng yêu thương chăm sóc thì khoảng đó thì anh nói thì anh đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Yeah. Em thấy anh là cũng đạt 90% là yêu cầu của em đã hình tượng ra. Thì em cảm thấy có cái gì đó nó vui vui. Hai đứa bàn tính coi thế nào, dù giờ mình góp gạo thổi cơm chung thì khoảng bao lâu, kinh tế như thế nào? Nói chung mình muốn tiến tới hôn nhân thì cũng phải có thời gian em. Dạ. Tại vì mình cũng phải có một cái chút vốn rồi mình mới làm đám cưới. Anh nghĩ nhà đa số người gái cứ muốn lấy chồng thường thường là muốn sống riêng, ít muốn sống với mẹ chồng. Không, nhưng với em là em thích sống chung. Em thích sống chung hả? Tại vì đông là vui. Anh em của em cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Mình biết cách cư xử là mình vui hết, tất cả mọi bên. À, anh có một cái sở thích là hay nghe nhạc. Em có nghe nhạc không? Dạ có. Em nghe những loại nhạc gì? Em thích nhạc xưa nè, nhạc bolero nè. Đó, anh biết hát những cái loại nhạc. Dạ đó. Vậy anh có thể tặng em một bài hát được không? Đúng rồi, tặng luôn đi. Tặng qua tặng lại đi. Anh sẽ tặng em bài hát rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trúc Phương là bài Chiều Cuối Tuần. Anh thích bạn đó. Em bài bạn gái hát luôn. Em ơi, tôi lên đường phố cũ gặp em chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần, vì hơn mấy lần vắng em trời kinh đô, nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quen ai khi người tôi mến nằm trong lòng tay rồi. Em ơi, dù hai chúng mình mong chỉ có thành biết nhau chiều hôm nay, xin nhớ mãi về sau này. Thôi mình đáp lại luôn đi em. Hay quá. Vậy em xin gửi anh một vài lời thôi. Yeah. Của bài hát Sao Chưa Thấy Hồi Âm. Theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần, đời hồi âm chưa thấy. Anh ơi nhớ dần đây, còn có em đêm ngày, hằng thương nhớ vơi đây. Từ lâu đành xa vắng, đời trăm ngàn cay đắng, hỏi anh có hay chăng. Mỗi mòn đợi hồi âm, thiềm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Ôi em hát hay quá. Tim mình đặt lộn xạ hết trơn. Giờ em gái chơi cầu cầu kiển đó. Dạ. Em có thể biểu diễn một chút xíu cho bạn trai xem đi. Dạ thì em xin phép diễn một vài bộ của cầu kiển. À. Hôm nay không có đợi đem cầu nên em xin phép diễn bộ thôi. Bộ cầu kiển của em nó sẽ như thế này, như là mình đá từ ngoài sau ra ngoài trước. Gà. Nó là như vậy. Tức là mình quăng vậy là mình lấy cái chân mình đá. Dạ, đá từ ngoài sau ra ngoài trước. Đá cầu kiển là rất là nghệ thuật luôn á, rất là đẹp luôn. Mỗi lần mình đứng xem đá cầu kiển mình rất là thích luôn. Ừ. Mọi người đá rất là nhẹ nhàng. Đó là cái môn thể thao em thường chơi. Ừ. Dạ em hỏi anh có thích thể thao không ạ? Anh thích thể thao nhưng mà anh chỉ biết quýnh cờ thêm. Dạ được, em có biết quýnh cờ. Em quýnh được cờ ốp không vậy? Dạ cờ nào em cũng quýnh được. Rất dạ. Là điềm đạm. Tại vì về thể thao thì đa số em đều biết nên em có thể chơi cùng anh. Em gái thật là duyên dáng luôn hả nha. Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì mình nhìn đối phương, mình cảm nhận trong lòng mình thế nào, mình nói rút ruột rút gan ra ha, không cần hoa mỹ, nói như cái gì mà mình đang suy nghĩ. Anh tới đây thì anh cũng muốn tìm một người bạn gái, nói chung thì em cũng ok, tại vì tính ra đó hồi nãy em hát cái bài đó làm cho anh thích những người mà hát được nhạc bolero. Nếu như là em cảm thấy được thì chúng ta cho nhau cơ hội và tìm hiểu lẫn nhau. Dạ. Nếu được thì anh và em có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu được thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi. Hết thời gian.
Để tay trái vào nút bấm. Dạ đếm đi ha. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng chúng ta đừng ngại ngừng bấm nút. Và bấm nút phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút không phải mình hẹn uống cà phê, mà bấm nút để tiến xa hơn nha. Rồi, sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân. 1 2 3. Hết thời gian. Trời, tôi nghe hai cái tiếng cạch tôi đã quá ông nội ơi. Cạch chúc mừng hai đứa. Đã rồi. Nắm tay nhau đi. Đó, nó rối chân rồi. Không biết xem sao. Rung, rung thiệt luôn á. Rung thiệt luôn á. Em nói với các anh, các chị cho phép em được đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi gò má của Úc. Của Úc. Úc Bình nha. Em xin phép bên đàn gái cho em được hôn bé Úc. Bé Úc. Không đi. Dám không? Thấy sao? Thấy là có cảm giác lần lần nữa. Rồi, rồi, dính rồi, lần lần là dính rồi. Chúc hai em hạnh phúc. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, rồi đi đi rồi, tôi đi tìm hiểu nhau đi nha.